bộ nguồn ri đen các bạn ạ ri đen rd6012 hơn 4 triệu đến một ngày đẹp trời bật không lên và sau khi mà kiểm tra thì cái nguồn toong này vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé vẫn cho ra cái điện áp là 65V Đây để mình sẽ tắm cái điện vào để test thử luôn cho các bạn xem Đây, đầu ra của nó đây. Thì nó vẫn sẽ có cái điện áp đầu ra là 65V. Đấy các bạn thấy chưa? Vẫn có cái đầu ra là 65V nhé. Như vậy cái nguyên nhân hỏng chính là ở cái bo điều khiển này các bạn ạ. Một cái bo điều khiển này nó cũng mấy triệu đấy. Thì sau khi mà mình xác định đo đạc thì mình thấy rằng nó có một cái con cái con nguồn này, đây là cái con nguồn này và một con diode này. Thì cái nguyên nhân chết của nó nó là do cái con diode này, con diode này là con diode Tchaikovsky đấy, Thì là con này nó bị chập, nó chết. Thì mình đã tháo ra đây rồi. Đây, đây là hai cái con mà mình đã tháo ra. Thì cái con nguồn này nó là cái mã của nó đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây cái mã của con nguồn này nó là XL7015E1 các bạn nhé. XL7015E1. Còn cái con diode này nó chập mạch, nó chết thì mã của con diode này là SS110 các bạn nhé. Thì mình cũng đã đi mua cái con diode khác để mình sẽ thay thế vào. Thì cái con nguồn này nó là một cái con nguồn ổn áp các bạn nhé. Cái con nguồn này nó sẽ cấp ra một cái điện áp nó khoảng 15V để cấp cho toàn bộ cái mạch điều khiển này. Thế nhưng mà khi mà con diode này này chết này, con diode này thì nó sẽ đấu một đầu dương vào chính cái đầu ra của con nguồn này còn cái đầu còn lại của diode thì nó đấu vào chân mát nên là khi nó chập mạch thì nó sẽ dập luôn cái nguồn đầu ra là xuống mát luôn dẫn đến là cái con này con nguồn này nó nóng ran lên mà mình đo lại khi mà mình nhấc ra mình đo thì không thấy cái hiện tượng gì thì khả năng nó vẫn còn dùng được nhưng mà để an toàn thì mình mua luôn một con mới và bây giờ mình sẽ thay thử vào luôn Thực ra thì để xác định cái nguyên nhân của cái nguồn này nó bị lỗi thì nó cũng không có gì khó cả, bởi vì những cái nguồn cao cấp này thì cái linh kiện của nó cũng khá ok, khá tốt. À, thỉnh thoảng nó cũng sẽ gặp lỗi vì linh kiện điện tử thì không thể nói trước điều gì cả. Và mình cũng đã xác định được cái con diode này là con diode chính nó hỏng rồi. Thì lúc đầu thì mình định mở nhấc cái bo mạch này ra, nhưng mà đúng là cái thằng nguồn đen này nó thiết kế phải nói là mở ra rất chi là mệt mỏi. Các bạn nhìn thấy đây này, ở đây nó có ba cái chấu này, ba cái chấu này là nó sẽ kết nối ba cái đầu ra này. Thế nhưng mà ba cái đầu ra này thì nó lại uh, chen giữa vào cái mạch ở phía dưới này. Đấy. Nên là nếu mà muốn nhấc cái này lên, bởi vì ba cái chấu này này là ba cái chấu cố định nó hàn cố định vào cái thân vỏ này rồi. Nên là muốn nhấc cái mạch ở trên này lên và lấy cái mạch ở dưới lên thì bắt buộc là phải xả ba cái mối hàn thiết này ra. Thế nhưng mà nó thứ nhất là nó thiết kế nó hơi sâu, mình không có cái dụng cụ chuyên dụng mà chỉ yếu là dùng cái mỏ hàn thông thường ấy thì đây này các bạn nhìn thấy này, nhiều khi cái mỏ hàn nó động vào này, nó 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 chảy nhựa hết ra này, động cả vào dơ le này cũng bị chảy nhựa hết ra này, thì hút được một cái mối thì là nhìn trong ok hút được hết thiếc ra, còn hai cái mối thì nó vẫn còn dính thiếc này, Đó. lại phải đi mua thêm cả một cái hút thiếc khác bởi vì cái hút thiếc cũ là nó cũng hỏng rồi, Để lại phải mua thêm cái hút thiếc mới gần trăm ngàn con này nó là con GS150 May uh, made in Japan Japan được biết thì, cũng sản xuất tại Trung Quốc hết thôi mà. Đấy Nên là thực ra thì để mà tháo được cái bo mạch này ra ấy là cũng hơi vất vả cũng phải đầy đủ dụng cụ thì chúng ta mới tháo được bởi vì cái bo mạch mà nó có hai lớp như này đấy mà chúng ta hút không thạch thiết ấy thì nó cực kỳ khó tháo luôn Đấy cũng may là do cái linh kiện nó hỏng nó nằm ở mặt trên này chứ còn nếu mà nằm mặt dưới thì bắt buộc chúng ta phải tháo hết ra thôi. Đấy, nên là nó cũng khá khó. Rồi trước mắt là bây giờ mình sẽ thay hai con này lại và chúng ta sẽ thử xem thế nào. Rồi, mình cũng vừa thay xong cái con nguồn này vào đây rồi và thay con diode khác này vào đây. Thì cái con diode cũ của nó là nó bị chập đây mình đo cho các bạn xem là con này nó đang bị chập này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đồng hồ báo đang bị chập rồi. Và mình đã thay xong cái này. Thực ra thì nếu như mà mình nhấc hẳn cái mặt lên ấy, thì thay nó dễ hơn. Chứ còn nó không nhấc nên là ở đây nó hơi hẹp. Phải lựa lựa cái mũi hàn phải khéo thì mới thay được. Nhiều khi mà cái mũi hàn nó chạm một cái vỏ nó nhìn nó 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 bị chảy nhựa hết ra. Bên này như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ lắp và test thử xem là nó đã lên nguồn chưa nhé. Thì bây giờ một cái bộ nguồn hơn 4 triệu bạc mà bỏ đi thì phí quá Và cái con nguồn này cái mã của nó là XL7015E Thì cái mục đích ở trong cái mạch này là cái con nguồn ổn áp ra điện áp là 5V nhá 5V để cấp cho cái mạch này nhá Con này có thể là đổ áp với cái giải điện áp rất rộng Nó lên tới khoảng 15V thì đấy à, Nhưng mà cái mạch này nó chỉ cần ổn áp ra 5V thôi Để cấp cho toàn bộ cái mạch điều khiển này Bây giờ mình sẽ lắp vào này Ở đây nó có một cái mạch wifi thì cái wifi này mình chưa cần lắp vào. Bây giờ mình lắp để test thử nguồn trước đã. Giờ mình sẽ bật nguồn lên này. Đây, bây giờ mình sẽ bật nguồn lên. Này. Ok, có vẻ ok rồi đấy. Lên rồi đấy, đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Màn hình đã lên này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Màn hình là ok rồi. Bây giờ mình sẽ test thử xem là cái đầu ra của nó xem là điện áp các thứ nó có ok không nhá. Rồi, bật lên này đây các bạn thấy là điện áp đầu ra là nó đang xuất ra 5V thì chúng ta sẽ đo đồng hồ đó đang là được 4,99V này Ok giờ mình sẽ xoay lên xem nào 17V Đấy, đầu ra 16,9 này 28 29V 28,9 Ok 44V 44, cái này là 45V này. Đấy. À, cái này là quá rồi. Quá thì nó sẽ báo là nó sẽ tự ngắt luôn. Bởi vì ở cái dòng nguồn này chúng ta sẽ đặt được cái điện áp và cái dòng điện tối đa. Đây mình đang đặt là 60V. Thì khi mà chúng ta chỉnh lên 61V thì tự động nó sẽ ngắt đầu ra. Nó sẽ không xuất đầu ra nữa. Bây giờ mình sẽ phải giảm về 60V thôi. Thì nó mới xuất được đầu ra. Đấy 59,9 này. 59,8 này khi mà chúng ta đang ở 60 V mà chúng ta xuất lên 6 tức là chúng ta cài đặt lên 61 V thì nó sẽ tự động nó ngắt đầu ra nó ngắt cái đèn này luôn này. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Nó ngắt này. Và điện áp đầu ra chúng ta sẽ không đo được nữa. Như vậy là mình đã bắt đúng cái bệnh của con này rồi. Mỗi tội là mở ra hơi chật vật thôi. Thì thường các cái nguồn điện này mà nó dùng cái cái, cái dòng XL này mà cái dòng này thì nó vừa có thể là điều chỉnh điện áp và vừa có thể là ổn định điện áp thì thông thường nó sẽ đi kết hợp với một cái con diode Zener này và nó sẽ đấu đầu ra của cái con nguồn này với đầu anode của cái con diode này, còn cái cathode của con diode nó sẽ đấu vào âm nguồn. Và cái con diode này nó cũng khá hay chết nhá. Nếu như mà nguồn công suất lớn là nó cũng khá hay chết nên khi các bạn mà thấy nó mất nguồn thì lập tức là chúng ta nên kiểm tra cái con diode này trước bây giờ để mình xem nào bây giờ mình sẽ cố gắng tháo được cái chân này ra xem nào và để cho các bạn xem cái bo mạch của cái con nguồn này bởi vì mình cũng chưa thấy có cái video nào mà nó chia sẻ về cái bo mạch của con nguồn này rồi ok sau một cái hồi hì hục hút thiếc đây này hút ba cái chân này là hơi vất vả này thì mình cũng đã tháo được cái mạch này ra rồi thì chắc đây là cái video đầu tiên mà các bạn có thể là chiêm ngưỡng được cái mạch bên trong của cái nguồn ri đen 6012 Kể cả như 6006 này, 6024 hay 6018 thì cái mạch của nó cơ bản là nó cũng tương tự như nhau Nó chỉ khác nhau về cái công suất, có nghĩa là cái dòng xuất ra của nó lớn hơn thôi Và cái dòng xuất ra nó lớn hơn thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khối công suất này như con này là 6012 có nghĩa là dòng của nó ra tối đa là 12A thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ dùng hai cái con nguồn công suất này. Đó là HI3210 này. Đó, hai con nguồn và cái tản nhiệt mình thấy nó cũng khá nhỏ mà sao nó xuất được dòng ra lớn thế nhỉ? Những cái con mà 6018 hoặc là 6024 cũng nghĩa là xuất được 18 hoặc là 24 V đấy thì nó chỉ to nhỉnh hơn một chút thôi bởi vì kích cỡ của cái bộ của cái bo điều khiển này nó cũng chỉ là như thế này thôi nên là nó cũng không thể to hơn được nữa như mà mình thấy là với những con công suất này sao nó lại suất được dòng lớn kinh khủng luôn thì cái nguồn này nó sẽ gồm có hai bo các bạn nhé một là cái bo này là cái bo nguồn và bo công suất đấy trong đó là cái nguồn đầu vào đây đây là cái khối nguồn đầu vào và cái nguồn đầu vào nó sẽ cấp cho một cái con nguồn ổn áp 5V để cấp cho toàn bộ các cái vi điều khiển trên cái bo mạch này đây ở dưới này nó sẽ là cái bo điều khiển này thì nó có một con vi điều khiển này đây, con vi điều khiển này thì các bạn nhìn thấy nó sẽ dùng cái con à, của ARM, à, STM32F các bạn nhé. Đây là con vi điều khiển trung tâm này, con ROM này và một số các cái con điều khiển khác nữa. Thì thông thường các cái con vi điều khiển này thì nó sẽ dùng cái điện áp là 5V, đó là cái điện áp phổ thông rồi. Còn một cái đường nguồn nó sẽ cấp thẳng trực tiếp vào cái à, mạch điều khiển công suất này các bạn nhé. Đây nó có một cái dơ le, cái dơ le này là cái mục đích để nó xuất ra cái đường sạc pin à, Khi mà cái pin nó đầy thì tự động nó sẽ ngắt được cho chúng ta Đó là thông qua cái dơ le này Đây này, cái dơ le nó sẽ nối vào cái chân giữa này Các bạn nhìn thấy cái chân giữa chính là cái chân màu xanh này Thì nó có biểu tượng pin này, thì cái mục đích là cái này là dùng cho sạc pin còn cái bo mạch cái dưới này thì thôi mình không cần tháo ra nữa bởi vì cái mặt dưới nó nó cũng không có linh kiện gì. Đây cái mặt dưới nó chỉ là các cái nút bấm này. À, ở chỗ này thì nó có cái màn hình rồi thì nó cũng không có cái gì cả. Đây các bạn nhìn thấy cái bo mạch dưới này. Rồi, bây giờ các bạn đã được chiêm ngưỡng ruột gan của em nó con nguồn ri đen mà rất nhiều thợ điện tử ao ước rồi đúng không ạ? Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.